đây gần khu vực cầu Cánh. Chiều mấy bạn lúc này trời nắng hay ra đây tắm xong. Tắm nhiều. Cường cứ quay xuống tắm cười. Đi. Tắm anh quay cái cười. Nó trốn trơn rồi. Cường. Đi đâu cường? Trời ơi sướng vậy. Xùm xùm. Đâu cường á chơi cường. Nè tắm tiền tắm trời ơi, nó trồng cái chuối trồng ngược luôn rồi hay ghê. Tắm kiểu này sexy quá. Đây dân ở chợ nên sát bên sông á, bữa nào cũng tắm nó tập bơi chứ. Hay. Này giống em của thằng Hiền quá vậy. Mặt giống Mi Trang luôn á. Này là bơi ngược hả Nam? Kiểu bơi này bơi gì vậy? Hả? Hay vậy trời, bơi kiểu nằm luôn kìa. Này là tắm cặp mé sông thôi chứ ở ngoài chắn giữa đó sông sâu lắm, với lại sấy nguy hiểm, không có người lớn đâu rất là nguy hiểm. Cứ là mấy đứa tắm cặp mé sông này luôn, nó tắm gần sát mé thôi chứ nó không dám đi xa, ngoài đó nước chảy xiết. Nam lại biểu diễn nhà chiêu Nam. Giờ tắm xong rồi nó lên. Về sớm giờ không tắm nữa hả? Nam.